Chào các bác nhé, em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay ấy, là em sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bác làm một cái loại phân bón. Và cái loại phân bón này ấy, bắt nguồn từ một món ăn. Và cái món ăn này ấy, thì nó rất là thân thuộc với người Việt Nam. Hầu hết tất cả mọi gia đình là đều sử dụng cái món ăn này ở trong chính cái thực đơn phục vụ bữa ăn của gia đình. Thì cái dạng phân bón mà là được làm từ một món ăn, đó là món ăn gì? Thì sau đây em mời các bác cùng theo dõi em nhé. Và cùng ra cái món ăn đó để mình chế biến thành một cái dạng phân bón để chăm sóc cho cây. Thì không những là chăm sóc cho cây lan nó tốt, mà tất cả các dạng cây cảnh hay là bất cả dạng thực vật khác sử dụng cái dạng phân bón này bắt nguồn từ thức ăn, từ một món ăn rất là tốt. Vì là bắt nguồn từ một món ăn nên là cái việc chuẩn bị đầu tiên của mình ấy là mình phải chuẩn bị một cái bếp này, một cái bếp, và tiếp tục làm một cái nồi hoặc một cái xoong. Và không thể thiếu được nguyên liệu. Thì nguyên liệu của nó đây các bác. Thì đây là cái nguyên liệu để mình làm dạng phân bón. Thì đây là xương heo các bạn. Thì xương heo này là đã được ninh, đã được nấu và đã được hầm để tạo thành cái món ăn phục vụ số gia đình nhà mình. Thì sau khi mình sử dụng cái món ăn đó xong thì mình sẽ tận dụng cái phần xương này, cái phần xương thừa này để mình làm phân bón. Sau khi mình đã chuẩn bị dụng cụ, đó là bếp, nồi và nguyên liệu, thì bước tiếp theo ấy là ta sẽ cho cái xương này vào trong cái nồi và sau đó ta xả nước vào. Khi ta đã cho nước đầy vào cái nồi này thì việc tiếp theo là các bác phải ngâm và rửa cái xương heo này, bởi vì là qua cái quá trình mình chế biến ấy là cái hàm lượng muối ở trong cái xương này nó rất là nhiều, là chính vì vậy ấy, là ta phải ngâm và ta rửa sạch nó đi để cho nó bớt cái lượng muối mà nó đọng lại ở trong cái phần xương heo này. Sau khi ta ngâm xương và rửa lại qua nhiều lần nước để cho hết cái lượng muối đi, thì công việc tiếp theo là ta sẽ cho đầy nước vào trong cái nồi này và bắc lên bếp và bật bếp lên thôi. Khi ta bật bếp thì ta sẽ cho bếp lên cái khung nhiệt độ cao nhất, sau đó đậy vung vào. Thì các bác khi có đậy vung vào thì các bác đun sôi cái nồi nước xương này lên, đun sôi, sau đó là ta sẽ khi nước có sôi đấy, đến khi mà cái nồi xương linh này của mình ấy mà nó sôi như này thì công việc tiếp theo là mình sẽ giảm nhỏ lửa đi, giảm nhiệt độ đi, thì sẽ cho cái nồi nước này nó sẽ sôi lăn tăn như này. Và sau đó là mình sẽ đậy vung vào. Thì các bác linh ở với nhiệt độ thấp là linh cái xương là xem là từ 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ. Sau khi linh xong 3 tiếng đồng hồ ta được là cái nước xương như này. Thì khi linh xong ấy thì ta mang lên vườn và để mình pha chế để mình tưới thôi. Thì ở đây có một cái chậu nước. Cái chậu này nó khoảng tầm 10 lít nước. Thì với cái tỷ lệ mình pha đấy thì cái nước xương này với 1 lít nước thì mình sẽ pha với là 100ml. Cái nước xương pha với 1 lít nước thì ở đây có 10 lít. 10 lít nước thì em sẽ cho vào đây là 100ml. 1000ml. Đấy. Đấy, thì em cho khoảng 6 cái muỗng này, 6 cái muỗng này thì cái muỗng này của nó là nó rơi vào tầm
gần 200ml một cái muỗng này. Sau khi phá nước xương ấy, thì các bác đừng quên là cho cái nước rửa chén vào. Thì vẫn tỷ lệ là 1cc mình pha với 1 lít nước hỗn hợp này thôi. Sau khi cho nước rửa chén vào thì ta ngoáy đều lên và hòa tan cái nước rửa chén cùng với cả cái nước xương pha với cái nước này. Sau khi ta hòa đều thì bắt đầu là ta tưới cho tất cả chậu lan của mình. Thì trước khi tưới thì em quay cho bác xem. Thì đây là cái chậu cây mai vàng mà hôm vừa rồi là em tưới bột giặt đó, thì hôm nay là nó đã bắt đầu lở hoa. Đấy, các bác quan sát nhé. Đấy, hôm nay là bắt đầu lở hoa. Là cái cây này hôm vừa rồi đấy là em có tưới bột giặt. Đây là cây hồ điệp đang nở hoa và cây này nó đang bị suy. Các bác quan sát, đây là cái bộ lá của nó rất là mềm, mềm nhũn và nhăn nheo. Đây, lá nó đang bị héo, rất là nhăn nheo. Thì ta sử dụng cái phân bón được làm từ món ăn, tưới vào gốc thôi. Tiếp theo, đây là cây trầm lai phi điệp. Đây là một bông trầm lai phi điệp các bác nhé. Thì ở dưới này nó có một cái mầm gốc. Thì nó gồm có 8 lá. Tính cả cái lá ngọn này là 8 lá. Và bộ rễ của nó mới lún phún ra. Đây, rễ mới ra và ta cũng tưới vào. Tưới rất đẫm bộ gốc chứ các bác nhé. Và làm công việc tưới phân bón này ta tưới vào cái tầm chiều tối mát. Tiếp tới là chậu đan rô mà nó đang có lụ, rất là nhiều lụ. Khi các bác tưới cái dạng phân bón mà từ cái xương linh này thì các bác lưu ý cho em ấy là mình chỉ sử dụng trong ngày thôi nhá, không được phép để lưu cữu. Và các bác tưới thì tưới ướt đẫm bộ gốc cho em. Còn phần bón lá đấy thì lát nữa ta sẽ cho vào cái bình này. Ta cho vào bình và tưới lên thân lá. Như vậy là xong, là ta đã hoàn thành
làm thành một cái dạng phân bón để chăm sóc cho cây lan, từ một món ăn, đó là món xương linh, xương hầm, từ xương động vật, để tạo thành một phân bón, dạng phân bón để chăm sóc cho cây. Và những cái kỳ này, đây là những kỳ con, và những kỳ này chưa có rễ. Đây có một cái và hai cái, cái này cũng chưa có rễ. Thì như vậy là ta đã hoàn thành xong phân bón và tưới cho cây. Thì việc bây giờ là chỉ còn chờ kết quả thôi. Và cây cây này cũng vậy, những cái kỳ này là nó chưa có rễ. Thì để mấy ngày nữa xem kết quả nó như nào nhé các bác nhé. Bây giờ ấy, là sau 2 ngày mà em đã tưới cái dạng phân bón, đó là nước linh xương. Thì đến nay thì lên kiểm tra xem cây nó như nào các bác nhé. Thì đây là cái chậu hồ điệp mà lá nó đang bị suy. Thì đến hôm nay là cái bông này nó bắt đầu nó bung rồi này. Thì hai hôm trước thì nó mới chỉ là cái lụ thôi. Thì hôm nay bắt đầu nó bung rồi, và cái bông bên này thì đã lở căng rồi. Thì quay xuống kiểm tra cái lá của nó. Đây các bạn. Thì hiện tại là bây giờ là lá nó cũng đang căng dần trở lại, và nó đỡ nhăn hơn là so với hai hôm trước. Và sờ vào thì cảm giác ấy là nó cứng cáp hơn là so với cái hôm mà trước khi mà chưa tưới cái phân bón bằng nước xương linh. Đây còn cái cây cây trầm trầm lai phi điệp này. Thì khi tưới vào ấy, cái lá nó rất là cứng và dày các bạn, lá nó cứng và dày ạ. Đây các bạn quan sát này. Rồi ok, thì đây nó là cái kết quả mà cái việc mà mình chế biến từ một cái món ăn rất là thân thuộc với tất cả mọi gia đình để làm thành một cái dạng phân bón tưới cho cây lan. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.